Câu chuyện đằng sau bức ảnh phá vỡ kỷ lục của Messi với hơn 71 triệu lượt thích. Bức hình đã giúp cho Messi lập kỷ lục mới trên Instagram và nhiếp ảnh gia thực hiện nó đã lần đầu chia sẻ câu chuyện phía sau. Sự nổi tiếng của Messi ngày càng tăng lên mạnh mẽ sau khi anh cùng đồng đội giành chiếc cúp vàng World Cup danh giá. Trong loạt hình Messi chọn đăng tải lên trang cá nhân để ăn mừng chiến thắng, có một tấm hình đã tạo dấu mốc kỷ lục cho ngôi sao bóng đá này. Đó là khoảnh khắc Messi đang được cõng lên cao, hai tay anh giơ lên chiếc cúp vàng vô địch và nụ cười lan tỏa sự hạnh phúc. Gương mặt Messi bừng sáng, lộ rõ niềm vui vỡ òa và tràn đầy sự tự hào khi chinh phục thành công giấc mơ vô địch giải bóng đá lớn nhất thế giới sau nhiều năm chờ đợi. Bức hình này đã cán mốc hơn 71 triệu lượt thích và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Nó chính thức trở thành bài đăng có nhiều lượt like nhất trong lịch sử Instagram. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về tác giả và câu chuyện đằng sau khoảnh khắc lịch sử này. Cơ hội hiếm có trong đời. Theo CNN, tác giả của khoảnh khắc nói trên chính là nhiếp ảnh gia Saul Butterill của hãng Getty. Ông Butterill cho biết, theo kế hoạch ban đầu, một phóng viên ảnh sẽ đứng trước biển quảng cáo cạnh khán đài chính, nơi người hâm mộ Argentina tập trung ở sân vận động Luceu. Sau khi Messi dành thời gian chia vui với đồng đội và người thân sau màn trao cúp, anh bắt đầu tiến về phía khán giả quê nhà để tri ân họ. Điều này làm cho các phóng viên ảnh đổ xô về phía khung thành ở cuối sân. Nhiếp ảnh gia của hãng Getty khi ấy bị mắc kẹt trong biển người, nhưng ông cho biết mình đã kẹt đúng nơi và có thêm một chút may mắn vào tối hôm ấy. Messi ở chỗ đó và không di chuyển nhiều, tay nâng cao chiếc cúp còn tôi nhiều lần bị xô đẩy. Khung cảnh khá hỗn loạn nhưng tôi ở rất gần anh ấy, chỉ cách khoảng 2 mét, ông Butterill kể lại. Nhiếp ảnh gia kỳ cựu gọi khoảnh khắc lúc đó là khá kỳ lạ, hơi siêu thực khi ông đang ở trong phạm vi hoàn hảo để chụp ảnh. Đúng tầm mà mọi tay máy đều mong đợi nhưng không phải lúc nào cũng may mắn xảy ra. Tôi nghĩ cách anh ấy cầm cúp và nở nụ cười thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời khi hòa mình với đám đông người hâm mộ, nhiếp ảnh gia này nói thêm. Trong lúc Messi và đồng đội tiếp tục ăn mừng thì ông Butterill ngay lập tức gửi ảnh về cho biên tập viên. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là con trai của Butterill chính là người trực biên tập ảnh của trang vào đêm chung kết World Cup 2022. Butterill kể lại, con trai cả của tôi đã nhắn tin và nói rằng bức ảnh khá đẹp đấy. Dấu ấn không thể nào quên. Nhiếp ảnh gia người Anh cũng cho biết, Messi đã cắt đi khá nhiều so với ảnh gốc khi đăng trên Instagram. Theo ông Butterill, ảnh ban đầu có góc rộng hơn, nhìn rõ bối cảnh lớn hơn và thể hiện sự ngưỡng mộ mà siêu sao người Argentina nhận được. Từng tác nghiệp nhiều lần ở các kỳ World Cup bắt đầu từ năm 1986, ông Butterill gọi đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ ở cuộc đời cầm máy của mình. Nhiếp ảnh gia chia sẻ, tôi thực sự đã nghĩ làm sao mà mình lại có mặt ở đây, bởi vì trong tình huống đó, bạn sẽ bị đám đông chi phối mọi hướng. Và khi tôi quay lưng lại, trước mặt là cảnh Messi cùng chiếc cúp vàng. Một gương mặt hạnh phúc, tràn ngập niềm vui giữa khung cảnh có phần hỗn loạn. Không sử dụng mạng xã hội, ông Butterill ban đầu chẳng thể ngờ rằng bức ảnh mình chụp góp phần tạo ra kỷ lục mới cho ngôi sao bóng đá Messi. Sau 36 năm làm việc trong ngành, Butterill vẫn cảm nhận rõ niềm đam mê và sự hưng phấn giống như khi còn là một thanh niên 18 tuổi. Bắt đầu cố gắng ghi lại những khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong làng thể thao. Nhiếp ảnh gia cho hay, Messi là một cầu thủ vĩ đại. Sự tuyệt vời của anh ấy giúp bạn bấm máy và cho ra đời một bức ảnh tốt. Khi bạn có ảnh đẹp về một con người như vậy, đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời.